Nghe nói mấy cái dừa này bán không có giá hả? Ha. Dừa trồng cái này đâu có lợi nhuận đâu. Thường người ta có nước ra nước vô luôn. Nước ra nước vô là làm sao? Có thiều chua, thiều chanh chạy á, ờ, ờ. Cái sủi hàng hai, hai. Hàng gặp á. Hai hai. Cái chăng cái hậu, cái hậu của hậu tôi. Con cá chung với tài trang không ạ? Mẫu kim mẫu tài trang nhưng mà cái cái tìm hả mẫu? Cái tìm lúc cái xe dầu sủi á, sung á. À, hai. Ăn thử cái coi ngon không? Không ngon này. Ngon bỏ. Dừa. Thử ấy. Một món thèm một thì thèm là dừa. Ngọt, dừa này thì ngọt rồi. Ừ. Bao ngọt luôn, thèm không? Ừ. Thèm chồng. Thơm. À. Thơm á. Có giá thì 5-6 ngàn trái. Bây giờ có mà. Ừ. Bây giờ 5 ngàn cái. Mà phải có công, phải có tốn công đi hái hả? Ở đây hái nhanh mà. Ừ. Mà hái xong rồi mình phải chở ra ngoài chợ hay là sao? Nếu nhìn loại mai không? Có người tới mua. À, có người tới mua nhưng mà ta thấy sẵn cố. Sẵn cố chợ về dưới chợ bán không à? Còn liền chế. Cô gái này. Nhìn tôi chặt là xong. Yeah. Ha. Ok, yeah. Yes. Chặt dùm. Cái này có đem cái muỗng đi không?
cái quầy nào như cái quầy này là trúng này. Đẹp hả? Hai trái này ăn ngon này. Cái đó là nó to quá. Mà lấy là đây này. Chặt luôn. Mày chạm bên nhầm ha. Ủa miếng à. Mày thử đi có ngon không? Ủa, già. Không, cỡ đó sao già, không có già đâu. Sữa này ăn mới ngon á. Ngon nè. Sao? Ừ. Dưới à? Ừ. Ngon. Chà quyên ngắn luôn, đừng có chà trái nha, để tao xách lên nó. Lấy cái tay bỡ lại chứ. Từng con rắn má là mất hồn luôn. Mày sợ rắn nữa. Rắn xanh đó. Ừ. Bởi. Tài xỉn. Ô cái này. Quài bỏ, à. Cái đó mà bỏ đi. Tài xỉn nó quài xỉn luôn á. Ừ. Đó. Vậy mình cho nó đi đây. Lấy xe ba gác xuống không? À, hôm bữa sáng con lấy xe ba gác xuống chợ Viên con nữ xe về. Ngồi à. Ngay mình đang chạc rồi. Đó cô nó sẽ tôi canh canh á. Đó cái lỗ à. À, đó cái lỗ à. Cái tay trỏ quá được rồi. Dạ. Ủa, nếu kiểu rồi thôi. Lấy này cho nó chắc luôn. Hay không? À, xin cô lôi. À. Qua luôn, cầm qua luôn. Chứ qua, chứ qua. À. Rồi. Mày làm không? Hay chân làm không? Hả? Con chân thầu không? Ở chỗ phố lùi phố lùi phố lùi lắm mà cũng không ngọt mấy ha. Ăn này nó ngọt ngọt.
mọc chút xíu. Ổn định. Cũng còn cái cao su ổn định. Ha. Nó chỉ con lót lót. Cái dừa trên kia ngon nha. Xin tâm, thì đó là xin tâm. Lâu lần chi trùng á? Lâu lần chi trùng, cái thai chặt cô. Ừ. Tao xí cái tao cái xê chặt. Cái xê chặt cái hén. Cái đó thai chặt. Cô cháu đúng muốn luôn à. Nè, tao xuống khi nhìn mong, thả một cái. Đó thai chặt. Cái gì chẳng? Thả một. Mấy dưới cây là cầm thẻm. Hai mấy dưới cây là cầm thẻm. Thế do hồi nhịp nha. Cái chặt thì hén cô. Nghe không? Nó chúng đi hay nhìn cái đó, cây đó thôi, xong lấy đi tóc. Bắt ca. À. Trời no quá. Cái này bự dễ sợ. Nhiều nước. Ô. Oh. Đâu? Ờ. Chứ đưa mới ở đây bắt. 349. Cái cà ri á. Cây cà ri này. Ờ. Hạt, cái bằng hạt gì? Điều á. Không. Cà ri. Cà ri, nó cũng tên cà ri. Thôi, phải liền. Rồi. Không cái này nó còn non sao á. Ôi. Kiến quá trời. Ở trên kia cô. Có một. Món cái nghe. À. À. Phải liệu. Phải liệu.
cá lý hạt màu đó, cá phong giúp cá bún bún diêu ở đó, phù phong giúp bún diêu sống vỏ. Ừ. Phải rồi. Cá di bơm. À, cô đâu kịp mua cả đi nhà cầu xí đó hả? À.